Chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng nhạc cụ Isaac. Và ngày hôm nay thì video này mình giới thiệu với các bạn về một cái đàn guitar. Nó là cái đàn guitar gọi là cái đàn guitar classic. Nó dùng dây ni lông, bấm nó sẽ êm tay. Cần đàn là cần đàn rộng. Thường thì cái đàn này nó sẽ dành cho những bạn mà thường thường ấy, đây là suy nghĩ chung thôi, đó là chúng ta mới tập chơi và sợ đau tay. Đấy cũng là một lý do, nhưng thứ hai, điều quan trọng là chúng ta thích những cái xu hướng nhạc kiểu nó nhẹ nhàng. Đó, đánh một mình. Ở đây hôm nay thì mình đã cố tình để lấy một cái không gian nó yên tĩnh để chúng ta cảm nhận được cái tiếng đàn classic. Nó tức là nghe rất là trầm ấm. Đó. Lát mình sẽ đi chi tiết hơn. Đó, thì tóm lại rằng là dành cho những người mới tập chơi này, và những người nào chúng ta cũng đã biết chơi gọi là cơ bản một chút và cũng đang muốn tìm một cây đàn gọi là cũng tân tác để có thể dùng vừa tập vừa giải trí, hát hò cùng bạn bè, một nhóm người nhỏ nhỏ thôi, vì cái này to nó sẽ ổn đó, thì hoặc là hát một mình kiểu trong đêm này đó, thì nó yên tĩnh không ảnh hưởng đến hàng xóm đó, thì chúng ta sẽ tìm cây đàn này. Một chút nữa sau khi giới thiệu cái này xong hoàn toàn, mình một phần nữa mình sẽ giới thiệu thêm về cái đàn acoustic để mình so sánh cho các bạn một chút là xem các bạn nên chọn đàn nào. Các bạn thì bây giờ trước mắt mình tập trung vào giới thiệu cái này trước. Dây là dây ni lông đúng không ạ? Tuy nhiên mình giải thích kỹ, video bên mình nhiều hết dành cho khách hàng mới, nên là những bạn nào đã biết thì chúng ta có thể bỏ qua và thông cảm, vì có những bạn mới thì các bạn hay thắc mắc mua hàng về xong bảo tại sao bảo là dây ni lông mà lại thấy ba cái dây trên là dây này này lại là dây kim loại mà dưới là ni lông thôi. Thì mình sẽ giải thích là đây bản chất là ba dây ni lông là hoàn toàn ni lông, nhưng ba dây trên đây thì nó là bên ngoài là quấn bằng thép nhưng bên trong thì vẫn là ni lông, thì nó vẫn tạo ra một cái độ êm nhất định, nó vẫn mềm hơn là cái dây sắt. Dây sắt như này ở trên nó là dây sắt và bên trong cũng là thép, sắt thép luôn, kim loại luôn, nên là nó sẽ rất cứng. Còn cái này nó dù sao nó vẫn là bên trong nó vẫn là ni lông. Đây mọi người chúng ta sẽ nhìn thấy là những cái sợi cước rất là mỏng, kiểu nhiều sợi cước hay sợi chỉ không rõ, nhưng mà nó rất là mỏng manh ở bên trong thì nó vẫn tạo cảm giác êm tai hơn. Đó, thì đấy là về chất liệu dây. Thứ hai về kiểu dáng thùng thì thường thôi, còn nó vẫn có những loại ngoại lệ. Thì kiểu dáng của classic thường là tròn thế này, nhưng nhà mình cũng ngay nhà mình thôi cũng có dòng classic nó khuyết như thế này. Đó. Đấy, các bạn mới thì các bạn hãy nghe thật kỹ nhé, để có cái điều gì thắc mắc là mình cũng thường cố gắng là giải đáp luôn trong những video giới thiệu về đàn. Đó, thì thường thường nó sẽ tròn thế này, cái này thì như cái này luôn, còn có một vài trường hợp nó sẽ có khuyết. Và cần đàn của đàn classic thì nó sẽ rộng. Thì hôm trước mình có đo thử thì mình không nhớ chính xác hay không, nhìn nó là 52 cm, còn cái dòng này nó chỉ có vào tầm 4 mấy thôi, 43 thì phải, 43 hay 4 mấy thì mình không chính xác, nhưng đấy nó nhỏ hơn, các bạn nhìn thấy không? Nó nhỏ hơn. Đó, thì vì cái dòng classic này thì thường chúng ta hay chơi là theo kiểu là chúng ta tỉa nốt. Đấy, nhìn này thì nó khoảng cách dây nó xa hơn, thì dù sao nó cũng dễ để bấm hơn một chút. Còn nó cũng không, với mình bản thân mình chơi quen rồi thì hai cái mình bấm thì cũng đều như nhau cả thôi. Đó, chúng ta dần dần quen thì sẽ giống nhau hết, còn những đồ mới thì có thể nó sẽ hơi lạ. Hoặc là người đang dùng từ đàn dây sắt acoustic nó thấy nó nhỏ, chuyển sang classic nó to thì có người cảm thấy không thích, vì nó tự dưng ôm nó to, chặn nó khó hơn. Còn có người thì lại thích hơn. Đấy, vì tự dưng là nó đang nhỏ và tự dưng này to thì lại thoáng hơn. Đấy, thì mỗi người một sở thích, cái này mình sẽ tùy vào khách hàng thôi. Mình đi chi tiết hơn một chút nữa về cái đàn này, hoàn toàn là gỗ thịt sản xuất ở Sài Gòn. Bên mình thì nhiều bạn đã biết rồi, đàn của guitar Isaac là trong Sài Gòn. Mặt trước là gỗ thông. Ở đây thì thông nó vì là gỗ tự nhiên, nó sẽ có màu đậm nhạt khác nhau và những cái vân gỗ nó khác nhau, nên là có thể các bạn mua cái đàn này hôm nay nó sẽ là cây này, còn một năm sau nó vẫn là cái dòng này nhưng mà nó là một cây khác, gỗ vẫn thế này, âm thanh nó sẽ giữ theo kiểu thế này thôi. Đấy, nó ở cái mức độ này thôi. Đấy, chứ nhưng mà nó không thể giống hệt được các bạn, vì là gỗ tự nhiên. Có những cây đàn nó có cái sẹo gỗ ở chỗ này, có cây đàn nó sẹo ở chỗ này, ví dụ thế. Có cây đàn nó sẹo đúng ở chỗ này thì lại đè cái này lên rồi. Đây, thì nó không nhìn thấy thôi, thực tế nó vẫn có những cái sẹo, có những không cây không có. Thì cái này thì mong các bạn thông cảm, là những cái đậm cây nhạt, cái này thì ví dụ cái này mà hơi đậm một chút, cái này đậm đó. Đấy, thì ví dụ như thế. Rồi, ok, thì chúng ta phải thông cảm cho nhau một chút. Mặt sau của nó đây là gỗ hồng đào. Và hoàn toàn để mộc, ta thấy không ạ? Mộc tự nhiên. Tất nhiên là có phải có sơn một chút, sơn lót rồi bảo vệ gỗ đúng không ạ? Và đây là sơn bóng ở bên ngoài, bóng cứng đúng không ạ? Thì rất là đảm bảo cho chúng ta có bẩn một chút chúng ta lau được thoải mái sạch sẽ đúng không ạ?
Và có một đặc điểm đó là nhiều khách hàng thì muốn dùng cái đàn cần rộng thế này nhưng mà thay dây sắt kiểu như này, nó rất đanh ạ. Thì nếu khách hàng muốn thay cái dây sắt vào đây thì mình nói rằng là cũng được nhé, nó không được tốt nhất bằng dây ni lông nhưng mà cũng được. Vì sao? Vì các bạn sẽ sợ cong cần thì bên mình đã thiết kế dù là classic nhưng cũng được lắp thêm một cái bộ phận chỉnh cần đàn ở bên trong này. Bạn nhìn thấy cái lỗ đó, thì như vậy là có cong thì chúng ta chỉnh thẳng được, chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm, tức là có thể thay được. Nhưng mà mình khuyên là không nên. Vì sao? Là cái đàn classic thì nó sẽ thiết kế là cuốn dây kiểu này, nhìn trong nó cũng mộc mộc đúng không ạ, nhưng mà acoustic nó là cắm chốt như thế này đó, cắm chốt ghim này thì sao cái lực nó cũng giữ dây nó tốt hơn và nó không bị làm cho cái mặt nó bị phồng hơn nhiều. Nên cái classic này thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý, thay thì chúng ta có thể dùng những loại dây cỡ nhỏ, cỡ 10 thôi, cái sức căng nó ít, đấy là chúng ta nên thay bằng cái dây nhỏ nhỏ như vậy. Ok chưa? Còn thay được các bạn nhé, thay được. Dân chuyên nghiệp thì họ sẽ không thay, vì dân chuyên nghiệp thì người ta sẽ dùng hai cây đàn, nếu thích chơi nào là chơi cái đó. Nhưng mình thì bán chuyên nghiệp, nên mình hoặc là chưa chuyên nghiệp, nghiệp dư đi, thì chúng ta thay nào cũng được, biết là cái đàn nó phải ổn định một chút. Rồi thì bây giờ cái khóa đàn nữa, khóa đàn thì cũng đơn giản thôi, mình không muốn giới thiệu nhiều. Thì có những cái đàn ở cả classic nhá, nhưng mà người ta phá cách, người ta làm cái chỗ này che kín luôn, người ta lắp khóa như là khóa của acoustic, thì cái này nó không quá quan trọng. Thì cái tóm lại cái sự phân biệt giữa classic và acoustic thì đó là cái chất dây và cái độ rộng của cần, nó liên quan đến tính chất chơi nhạc của chúng ta đó. Thì classic thì thường dành cho những bạn chúng ta hát kiểu nhạc cổ điển, nhạc về Hà Nội, thậm chí ở những bài kiểu nhạc nhẹ nhàng giống như mình hát giữa đây chẳng hạn. Chơi giải vừa có thể quạt trả được hoàn toàn bình thường, chứ không phải nhất thiết là chỉ dùng cho những bài hát người ta hay nghe gọi là kiểu kiểu demo này thôi, ví dụ thế thôi, mình không chuyên nghiệp về những cái dòng nhạc kiểu chơi kiểu chạy thế này. Ok, thì và khi khách hàng đã cảm thấy hài lòng với cái cây đàn như thế này thì chúng ta hãy liên hệ qua Isaac qua số điện thoại 0971353332 hoặc là 0936984989. Cả hai số điện thoại này đều có kết nối Zalo, thì như vậy khách hàng có thể liên hệ đến trực tiếp tại cơ sở 233 Hoàng Công Chất Cầu Diễn. Đây là cơ sở kho đàn cố định và sẽ không bao giờ thay đổi. Và còn những cơ sở mới sẽ thêm, ví dụ những cơ sở đây ở Kiều Mai thì mình vừa là quán nước cà phê, anh em có thể đến, khách hàng có thể đến uống nước và ngồi chơi đàn và sân khấu ở đây.
thì đây là không gian tương đối mở để khách hàng có thể trải nghiệm đạt tốt hơn. Ở kia thì là chuyên về thương mại, ở đây nó sẽ là vừa về giao lưu và thương mại một chút, vẫn là thương mại để mà duy trì được cửa hàng, nhưng mà mục đích chính vẫn là để không gian chúng ta có thể có cái nơi để bạn bè tụ tập, có thể không phải đến mua đồ, chúng ta để cùng bạn bè tụ tập. Ok chưa? Đó thì hơi dài dòng một chút. Và khách hàng ở xa thì sẽ yên tâm với cách vận chuyển qua bưu điện của bên Isaac. Bên mình đã làm việc khoảng 5 năm rồi, đóng hàng đã thay đổi rất nhiều lần, và đến lần này thì thay đổi rất ok, từ thùng hàng cho đến cách gói hàng và những cái tiền cước vận chuyển rồi tiền đặt cọc. Thì có một điều này mình lại phải thêm một lần nữa, đó là khách hàng quyết định mua hàng Isaac thì hãy xem thật kỹ, chúng ta yên tâm tin tưởng vào cửa hàng thì chúng ta mua hàng, vì chúng ta sẽ phải đặt cọc một chút, 50-100 nghìn, hoặc là chuyển hết thì tùy khách hàng. Có những khách hàng đã, rất nhiều khách hàng đã chuyển hết chứ không phải là không có, nhưng mà tuy nhiên thì dù sao chúng ta cũng chỉ biết nhau qua mạng nên là bên mình cũng không yêu cầu phải chuyển hết, nhưng mà hãy xem nghiên cứu một chút và cảm thấy tin tưởng rồi thì chúng ta đặt cọc, ok chưa? Còn chưa tin tưởng thì đừng mua. Và cần thông tin thêm ở bên mình thì là facebook.com/guitarisac, hoặc là tìm là shop guitar Isaac, hoặc là Nam David Trần, Nam cách David cách Trần, viết tiếng Anh luôn, Nam David. Ok chưa? Hơi dài dòng một chút nhưng vì muốn khách hàng chúng ta thà mất một chút thời gian để xem, tìm hiểu về nhau thật kỹ, quyền quyết định và yên tâm, còn hơn là mua thật là nhanh nhanh chóng chóng và sau đó thì không kiểu cứ lo sợ đấy. Thì ok, đấy là video giới thiệu về đàn đã xong. Còn bây giờ mình sẽ thêm một chút nữa về đàn acoustic và classic. Thì thực ra là trong quá trình giới thiệu thì mình cũng đã nói rồi, nhưng mình nói lại một chút thôi. Đó, thì ví dụ như này, cái dây sắt mà nghe đánh này, tiếng này, cái sắt đánh bài bên đấy thì đánh trong đêm này thì thôi, cả làng xung quanh dậy hết đấy, cả xóm dậy hết. Cái này thì lại khác. Thì cái này nó là thuộc sở thích của khách hàng, mình sẽ là ở mức độ là hỗ trợ tư vấn thôi. Đó, còn mình sẽ không phải là người quyết định thay cho khách hàng là nên mua cái nào. Đó, còn tuy nhiên cái này nó đỡ đau tay một chút. Nhưng mà nếu khách hàng muốn mua cái đàn dòng này nhưng mà vì sợ đau tay, chúng ta có thể thay dây ni lông vào. Cũng, tức là mình vẫn nói là có thể hoặc là cũng được. Nó không, mình không khuyên gọi thay, nhưng mà trong trường đau tay nó thay. Thay xong chơi, tập chơi xong chúng ta lại thay dây sắt lại, không sao cả, và cái này cũng vậy. Nếu chúng ta thích hôm nào đó mà chúng ta cao hứng lên, chúng ta muốn là bạn bè đến hát đông đông mà muốn nó to to vang vang, chúng ta thay dây sắt vào, đúng không? Không sao hết. Ok, rồi, cảm ơn tất cả các bạn. Và mong rằng khách hàng yêu mến, ủng hộ, mua hàng nếu cảm thấy tin tưởng, ủng hộ thì hãy giới thiệu tiếp những khách hàng khác, để mà Isaac đã 5 năm rồi và tiếp tục phát triển hơn, để đem đến những, để đem đến cho cộng đồng những sản phẩm chất lượng, không chỉ là guitar mà còn kể về những không gian như thế này, rồi những sản phẩm khác. Bên mình sẽ còn tiếp tục mở rộng thêm những sản phẩm khác, nhưng mà với cái tiêu chí đó là làm sao chúng ta mua một lần. Tiêu chí của mình, quan điểm là một khách hàng mua 1.000 lần còn hơn là 1.000 khách hàng nhưng mỗi khách hàng chỉ mua một lần. Đấy là quan điểm của mình. Và những cái chân lý kinh doanh của bên mình đó là điều gì mà mình muốn người khác làm cho mình thì mình sẽ làm điều đó cho người khác. Vì mình cũng là bán hàng nhưng mình cũng là khách hàng. Mình đi mua ở đâu đó mình cần người ta hỗ trợ tốt, tư vấn nhiệt tình và các chế độ bảo hành hay như thế nào đó tốt, thì mình cũng sẽ làm điều đó cho những người khác. Vì mình muốn nhận điều gì thì mình phải ban ra điều đó trước. Đấy là những câu kinh thánh nằm nền tảng ở trong việc kinh doanh của mình 5 năm rồi, và điều đó đã làm cho Isaac tiếp tục nhận được sự yêu mến của khách hàng. Ok, vì đây là tâm trạng đang đúng là muộn, bây giờ thực sự là 12 giờ 10, đây là 12 giờ 10 đêm đấy ạ, nên là yên tĩnh, nên là tâm sự khách hàng hơi nhiều. Ok, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác. Xin chào các bạn.